đây sau một thời gian dài bị chấn thương thì cầu thủ mới trở lại một số trận đấu gần đây. Thì Tuấn Anh thực sự là một cầu thủ có năng lực tốt và có trách nhiệm, luôn luôn suy nghĩ và có trách nhiệm đội bóng, cầu thủ có chuyên môn tốt. Anh ấy phấn đấu và cống hiến trong từng trận một, cũng nhiệm vụ cá nhân và trách nhiệm với đội bóng tập thể trong thi đấu. Và hiện tại thì thực sự Tuấn Anh đã được gọi lên đội tuyển này. Thì trước hết là tôi xin muốn chúc mừng Tuấn Anh về sự trở lại của Tuấn Anh với đội tuyển, và tôi nghĩ rằng là anh ấy sẽ có thể anh sẽ thể hiện được, tái hiện lại những cái khả năng năng lực của anh ấy trước đây khi là chúng ta đã được. Thực sự bọn em cũng như đội Gia Lai thực sự rất cần Tuấn Anh, vì Tuấn Anh là một cầu thủ em nghĩ là rất là đẳng cấp, và cậu ấy có thể mà nói chung là kiểm soát được cái lối chơi của Gia Lai. Và thực sự bọn em thực sự mà khi mà biết Tuấn Anh lên tuyển thực sự em rất mừng, và em cũng hy vọng cho Tuấn Anh gặp nhiều sự may mắn, không gặp chấn thương nữa và thành công ở trên đội tuyển. Em nghĩ là không chỉ là em hay là không chỉ là em, và em nghĩ một phần người hâm mộ Việt Nam rất muốn thấy Tuấn Anh trên đội tuyển. Và thực sự khi mà thấy có danh sách Tuấn Anh thì em cảm thấy vui cho cậu ấy, tại vì cậu ấy là một người đã chịu rất nhiều chấn thương từ hồi bắt đầu vào thi đấu bóng đá, nên khi cậu ấy được thi đấu và cống hiến cho đội quốc gia thì đó không là niềm vinh dự của cậu ấy, và cũng là niềm vinh dự của đội của em. Và em nghĩ là cậu ấy sẽ cố gắng để thi đấu tốt và không phụ lòng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi gọi cho cậu ấy. Mình chơi với Tuấn Anh và tập luyện với Tuấn Anh từ năm 2014, hai anh em chơi khá là thân. Và khi mà Tuấn Anh ở bên nước ngoài chơi chấn thương, cũng như khi ở về từ Việt Nam để làm thêm visa để tiếp tục chăm chỉ thì rất là gặp nhau và nói chuyện với nhau qua mạng. Thực ra là đây là một cũng là rất là lâu rồi khi Tuấn Anh mới trở lại đội tuyển sau một thời gian dài chấn thương, thì phải thấy đây là một sự cố gắng rất là lớn của cậu ấy. Trong trận đấu vừa qua thì theo đánh giá thì màn trình diễn của Tuấn Anh là khá là tốt, nhưng có vẻ như sau khi trở lại chấn thương thì vẫn hơi bị nhát chân, nhưng mà mong sao khi mà được gọi lên đội tuyển, đây cũng là một nguồn động viên kinh tế rất lớn từ Tuấn Anh, và mong sao Tuấn Anh thêm thì quyết định tổ chức đội tuyển của Tây Bắc thì sẽ cố gắng hơn nữa để tìm lại chiến thắng.